Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, quy định thị xã thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025. Theo đó, bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hòa Bình đáp ứng các tiêu chí sau: là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thu nhập bình quân đầu người phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm. Có ít nhất một mô hình thôn bản thông minh đạt chuẩn ít nhất một trong các tiêu chí nổi trội nhất theo lĩnh vực giai đoạn 2021-2025, bao gồm sản xuất, giáo dục, văn hóa du lịch, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự, chuyển đổi số. Huyện nông thôn mới tỉnh Hòa Bình mới giai đoạn 2021-2025 phải đạt các tiêu chí sau: có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới, có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh, tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên, quy định thị xã thành phố trực thuộc tỉnh Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đáp ứng các tiêu chí sau: có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới, có ít nhất một xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, có 100% số phường trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh, tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của thị xã thành phố đạt từ 90% trở lên. Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn tối thiểu là 5m² một người, huyện nông thôn mới nâng cao đáp ứng các tiêu chí sau: là huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có ít nhất 50% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện đạt từ 95% trở lên, đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, bao gồm quy hoạch giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, y tế, văn hóa giáo dục, kinh tế môi trường, chất lượng môi trường sống, an ninh trật tự, hành chính công. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của mưa bão gây sạt lở cầu Ngòi Mại tại lý trình km 8+310 đường tỉnh 445, giao thông sẽ được tổ chức theo phương án sau: cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 2,5 tấn và xe ô tô chở quá 7 chỗ ngồi qua cầu Ngòi Mại. Các loại xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 2,5 tấn và xe ô tô trên 7 chỗ ngồi đi từ phường Kỳ Sơn đến xã Hợp Thịnh và ngược lại, đi theo đường Hòa Bình quốc lộ 6 đến đường Hòa Lạc Hòa Bình km 17+500, đến đường huyện DH12 thuộc Phúc Tiến Phú Minh Hợp Thịnh, đến đường tỉnh 445 km 11+700 đến xã Hợp Thịnh và ngược lại. Thời gian phân luồng bắt đầu từ 12 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2022. Hiện nay, Hội Nông dân huyện Yên Thủy đang quản lý quỹ hỗ trợ nông dân trên 4,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tỉnh 1,9 tỷ đồng, cho 6 dự án và trên 60 hộ vay vốn. Nguồn vốn trung ương là 1,3 tỷ đồng, cho 3 dự án và hơn 30 hộ vay vốn. Nguồn vốn huyện hơn 1,3 tỷ đồng, cho 5 dự án với trên 30 hộ vay vốn. Thực tế cho thấy nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân không chỉ giúp hội viên nông dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, mà còn giúp thay đổi phương thức canh tác nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đồng thời phát huy có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương. Hiệu quả của nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã và đang trở thành điểm tựa giúp hội viên nông dân trên địa bàn huyện Yên Thủy đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương. Huyện Cao Phong hiện có hơn 1.357 ha cam, trong đó diện tích thời kỳ kinh doanh hơn 1.328 ha, thời kỳ kiến thiết cơ bản 28,9 ha. Hiện nay toàn huyện có hơn 536 ha cam sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp còn hiệu lực, giảm hơn 610 ha so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân giảm do một số diện tích cây cam quýt bị sâu bệnh, hết chu kỳ kinh doanh nên diện tích giảm. Để phát triển bền vững và gia tăng chuỗi giá trị trong sản xuất cây ăn quả có múi,
ngày 16 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án tái canh cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, huyện Cao Phong đã xây dựng kế hoạch triển khai đề án tái canh cây ăn quả có múi trên địa bàn huyện Cao Phong giai đoạn 2021-2025 nhằm tổ chức lại sản xuất, khép kín, đồng bộ, bền vững, từ phát triển vùng nguyên liệu tới sơ chế chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường thực hiện sản xuất cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản trong và ngoài tỉnh. Dự kiến sản lượng niên vụ 2022-2023 ước đạt 18.000 tấn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình quản lý 507 công trình thủy lợi, trong đó có 203 hồ chứa đập, 282 bai dâng nước, 12 trạm bơm điện và 10 trạm thủy luân. Nhiều công trình được đầu tư xây dựng từ những năm 1970 nên trong quá trình sử dụng đã bị xuống cấp, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân, đặc biệt là nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn trong mùa mưa bão năm 2022. Phóng sự được thực hiện tại huyện Đà Bắc. Hồ Hào Tân, xã Tú Lý, huyện Đà Bắc được xây dựng từ năm 1970, có diện tích mặt nước khoảng 2 ha, phục vụ nước tưới cho trên 30 ha đất nông nghiệp của xóm Hào Tân. Tuy nhiên, qua nhiều năm sử dụng không được đầu tư nâng cấp sửa chữa, nên hiện nay hồ vẫn là đập đất, không có tháp van điều tiết nước và không có đường tràn nước. Vì vậy, không đảm bảo tích nước cung cấp nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Mỗi lần lấy nước cung cấp nước tưới cho bà con nông dân, cán bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi chi nhánh huyện Đà Bắc đều phải lội hoặc bơi ra để mở van nước, gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt công trình còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vào những ngày mưa bão. Nói chung cái hồ này nó cũng lâu năm rồi đấy, nó cũng qua quá trình nó cũng xuống cấp nhiều rồi. Cũng mong muốn là có cái dự án hoặc là các cấp các ngành có cái đầu tư để cho nó an toàn cho người dân và cho người dân được sử dụng cái nguồn nước tưới tiêu. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi chi nhánh huyện Đà Bắc đang quản lý vận hành 17 hồ chứa nước và 46 bai dâng. Hàng năm thực hiện tưới cho trên 900 ha, hai vụ sản xuất trong năm thuộc các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đà Bắc. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, trong số các công trình thủy lợi do chi nhánh quản lý, có đến 60% hạng mục công trình bị xuống cấp như đất đá vùi lấp cống tưới thượng lưu, thân đập bị thấm, cống lấy nước bị rò rỉ, sói lở thượng hạ lưu. Bên cạnh đó, hàng nghìn mét kênh mương chưa được kiên cố hóa, làm thất thoát và lãng phí nguồn nước tưới. Từ thực tế trên, vào mùa mưa bão, các công trình này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây khó khăn trong công tác quản lý. Các công trình trong quá trình xây dựng đã nhiều năm và đã hư hỏng. Nên cái vấn đề vận hành quản lý của anh em cán bộ công nhân trong chi nhánh là cũng rất là vất vả. Mong các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ để xây dựng, sửa chữa lại, kiên cố hóa lại những cái công trình đã xuống cấp để thuận lợi trong cái việc đảm bảo tốt cái việc vận hành, điều tiết hoạt động của công trình cũng như an toàn về tài sản tính mạng cho bà con nhân dân. Các công trình thủy lợi chưa được duy tu sửa chữa thường xuyên cũng như chưa đồng bộ làm hạn chế việc khai thác các công trình trên địa bàn. Tuy nhiên, để khắc phục khó khăn, đảm bảo phục vụ sản xuất và an toàn cho các công trình, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi chi nhánh huyện Đà Bắc thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến tình hình thời tiết, chủ động trong việc kiểm tra, bảo dưỡng các công trình hồ, đảm bảo vận hành trong mùa mưa bão năm 2022. Kịp thời phát hiện các hư hỏng nhỏ, khắc phục sửa chữa, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường kiểm tra, đảm bảo vận hành các công trình, điều tiết an toàn trong mùa mưa lũ năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ cùng với ảnh hưởng của dịch COVID-19, xu hướng tiêu dùng thay đổi đã tạo động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng hơn. Trong đó, chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại dịch vụ được xem là xu hướng tất yếu. Tại Hòa Bình, nhiều đơn vị kinh doanh thương mại đã và đang từng bước áp dụng việc chuyển đổi số, xem đây là chìa khóa quan trọng giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trước kia, mỗi lần đi chợ hay mua sắm đồ dùng trong nhà, bà Hoàng Thị Đào, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình,
không thể thiếu tiền mặt. Giờ đây, chỉ với chiếc điện thoại di động có cài đặt ứng dụng ngân hàng, bà Đào đã có thể mua sắm lựa chọn sản phẩm mà không lo có đem theo nhiều tiền mặt hay không. Thay vì phải tra cứu và chọn lọc thông tin sản phẩm trên Internet, bây giờ chỉ cần sử dụng điện thoại quét mã vạch hoặc mã QR code là bà Đào có thể trực tiếp tra cứu thông tin sản phẩm. Tôi thấy bây giờ như này thì tình là cái thời buổi 4.0 như thế này thì là cái về việc thanh toán thì tất nhiên là có người thì thanh toán bằng tiền mặt, thì có người thì thanh toán bằng tài khoản, có người thanh toán bằng app. Thế nhưng mà với riêng cá nhân tôi thì tôi có thanh toán kể cả tiền mặt lẫn là app, nhưng phần chủ đó là chúng tôi là thanh toán qua tài khoản thì nó rất là thuận lợi. Bởi khi đi mình không phải mang tiền nong hay nọ kia, rất là an toàn. Nói chung là mình dùng theo cái thời buổi công nghệ như này nó phát triển thì mình lên đi theo xu hướng của công nghệ, thì mình dùng như thế thì nó sẽ rất là tiện lợi cho mình. Chuyển đổi số trong lĩnh vực bán lẻ đang mang lại nhiều lợi ích cho cả người bán lẫn khách hàng. Ứng dụng công nghệ giúp thanh toán nhanh, linh hoạt hơn. Khách hàng dễ dàng kiểm tra thông tin sản phẩm qua hệ thống check mã QR, không mất quá nhiều thời gian vào tìm kiếm lựa chọn sản phẩm. Việc ứng dụng nền tảng công nghệ số vào quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở bán lẻ trên địa bàn tỉnh không chỉ góp phần tiêu thụ hàng hóa thuận lợi, mà còn thúc đẩy ngành dịch vụ thương mại phát triển ổn định. 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động. Thị trường hàng hóa dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, giá cả ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu ước đạt trên 27 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ. Trước thì ở đây chỉ có thanh toán qua quẹt thẻ thôi. Cách một năm gần lại đây thì tôi có thêm hai ứng dụng nữa, đấy là quét qua ShopeePay với cả quét mã QR của ngân hàng. Tôi thấy nó thuận tiện hơn cho khách hàng, với cả những cái ứng dụng đấy giúp khách hàng không phải giao dịch nhiều bằng tiền mặt khi mà dịch bệnh nó đang bắt đầu bùng phát trở lại. Đấy, cũng giúp cho khách hàng không bất tiện khi phải đứng phải đếm tiền như ngày xưa nữa. Chỉ cần quét mã qua điện thoại thôi là đã thanh toán. Không chỉ các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, mà nhiều chủ cơ sở bán lẻ cũng từng bước ứng dụng thương mại điện tử và nền tảng số để đa dạng hóa hoạt động bán hàng, tăng cường quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó không hạn chế đối tượng khách hàng, thị trường tiêu thụ hàng hóa được mở rộng. Hiện tại thì bây giờ công nghệ số nó là một cái chương trình mà nó rất là có lợi cho khách hàng. Cái đầu tiên là khi mà khách hàng muốn tham khảo một dòng sản phẩm nào đó thì các bạn ấy có thể lên trang web của công ty. Thì mình có thể tham khảo trực tiếp tất cả các sản phẩm mà mình có nhu cầu ở trong cái môi trường làm việc và gia đình của mình. Với một cái thời tiết nắng nôi như bây giờ hoặc là cái thời tiết đông ấy, thì việc mà không phải đi ra ngoài mà chỉ cần nằm trên giường có thể đọc được hết tất cả các thông tin, nó cũng là một cái lợi đối với người tiêu dùng bây giờ. Việc chuyển đổi số thực sự là bước đi cần thiết trong việc quản lý kinh doanh bán lẻ. Tuy nhiên, số cửa hàng, đơn vị kinh doanh áp dụng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh chưa nhiều, cùng với đó là yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Từ đó, các đơn vị kinh doanh, đặc biệt là cơ sở bán lẻ, cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất, góp phần thúc đẩy ngành thương mại dịch vụ phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Mai Châu. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19:45 tối hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình, mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phía Nam tỉnh, mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía Tây tỉnh, mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.